Đây là xe của Lao Sinh Vào. Theo như thông số mà ghi trên van á, thì cái loại này là 5K25E. Và cái mặt bên đây là số hít. Hít của body van. Body đó một loại vật liệu chế tạo ấy. Cái van này chức năng là cũng như cái tên gọi của nó gọi là xe của Lao Sinh. Có nghĩa là lúc nào nó cũng tự đóng. Cảm thấy cái đĩa bên trong không? Cái đĩa bên trong nó tự đóng rồi. Bây giờ mình mở ra nè. Mấy bạn thấy cái đĩa bên trong không?